Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin nuốt cục nghẹn Phạm Bình Minh về nước, tránh Trung Quốc vì sao không chỉ tên. Vâng, nhiều bạn đọc và người dân trong và ngoài nước cũng như bạn bè quốc tế luôn đặt câu hỏi trong thời gian vừa qua, vì sao ông Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã không dám chỉ tên rất rõ ràng Trung Quốc là một đất nước đã vi phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà chỉ nói rất chung chung mà thôi. Và chúng ta đã chứng kiến hình ảnh ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 28 tháng 9 vừa qua, và điều đó chúng ta thấy rất rõ ràng là đã làm cho nhiều người dân thất vọng. Và bản thân ông Phạm Bình Minh có lẽ cũng nghẹn tức và cúi đầu đọc cho xong bài phát biểu được in sẵn ở trên giấy, và hình ảnh các bạn xem qua video trực tiếp của Liên Hợp Quốc cũng thấy rất rõ điều này. Đó là việc trong bài phát biểu dài khoảng 15 phút trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã nói Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng quan ngại về những diễn biến phức tạp ở gần đây ở Biển Đông, bao gồm những vụ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán vùng biển của Việt Nam đã được xác định bởi UNCLOS, tức là Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Các nước liên quan nên kiềm chế, tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp hoặc làm tăng thêm căng thẳng trên biển và được giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật quốc tế, bao gồm UNCLOS. Có nghĩa ông Phạm Bình Minh đã chỉ nói là các nước liên quan mà thôi và không dám nói rõ đấy là Trung Quốc. Và điều đó đã gây thất vọng cho rất nhiều người, mà ngay cả những đảng viên và các cán bộ quân đội, công an cũng như cựu chiến binh cũng rất là khó hiểu về phát biểu này. Và bên cạnh đó chúng ta cũng thấy những thông tin đã được đưa lên trong thời gian ngày hôm nay về cái phát biểu sau phát biểu của ông, với việc tại sao Việt Nam không nêu đích danh Trung Quốc trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trong một lần gặp nhau trước đây. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cơ hội tốt cho Việt Nam quốc tế hóa việc tranh chấp giữa trên Biển Đông với Trung Quốc, và việc ông Phạm Bình Minh không chỉ đích danh Trung Quốc thể hiện sự chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam về đối sách với Bắc Kinh. Theo nhận định của giáo sư Thayer, K. Thayer, Đại học New York Valles. Đồng thời, nhiều người Việt Nam bày tỏ thất vọng khi ông Minh không nêu tên Trung Quốc trong bài phát biểu trước Đại hội đồng, dù Hà Nội trong những tháng qua nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của mình cũng như tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế trong tranh chấp Biển Đông. Vâng, đúng, khi các bạn cũng đã biết, khi Việt Nam muốn quốc tế can thiệp và quốc tế ủng hộ Việt Nam thì Việt Nam phải chỉ rõ ai, đất nước nào là người đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam, thì có như vậy họ mới có thể giúp Việt Nam được. Nhưng trong hoàn cảnh này chúng ta đã thấy ông Phạm Bình Minh đã không dám nói rõ là Trung Quốc mà hoàn toàn chỉ nói là bên thứ ba. Và ngoài ra có những nhận định cho rằng, theo nhận định của giáo sư Thayer, chuyên gia phân tích các vấn đề Việt Nam, giới lãnh đạo Hà Nội đã rất thận trọng trong việc ứng xử với vụ việc này. Vị giáo sư của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc của Đại học NSV cho rằng, mặc dù Việt Nam đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế trong vụ tranh chấp với Trung Quốc, việc không chỉ đích danh Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là vì các bộ ngoại giao, bộ quốc phòng và bộ công an chia rẽ về việc Việt Nam nên theo đường lối và chính sách nào để đáp trả Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh không muốn danh thế hay vị thế của họ bị chỉ trích trên trường quốc tế. Đây là phát biểu của ông giáo sư. Nguyên nhân của sự việc thiếu sự thống nhất là do Việt Nam không có những lựa chọn tốt, cũng theo giáo sư Thayer. Và ông cho rằng Trung Quốc hoàn toàn rõ ràng cho thấy họ muốn Rosneft Việt Nam ngừng khai thác dầu, và Việt Nam không may là đã phải ngừng lại với Resco trước sự đe dọa ở bãi Tư Chính. Và chúng ta đã thấy rất rõ trong thời gian vừa qua Việt Nam đã buộc phải ngừng dự án này. Và đấy là cái điều rất khó cho Việt Nam khi tiếp tục có những hoạt động thăm dò ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của mình và đã bị Trung Quốc can thiệp một cách rất thô bạo. Và bản tin phân tích trên mạng của cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington, thì bà Phạm Ngọc Minh Trang, giảng viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hiện là thỉnh giảng trường Đại học Luật tại New York, đã cho biết nguyên nhân vì sao Việt Nam không dám tố cáo Trung Quốc xâm lược. Và đây là hình ảnh rất rõ về bài báo này của bà được đăng tải, và những cái nội dung chi tiết mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Và với tóm lược là các quốc gia và công dân trên thế giới này đều biết khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là cơ hội lý tưởng để tố cáo Trung Quốc.
nhưng có những điểm rất quan trọng mà Việt Nam cần xem xét kỹ lưỡng. Trên nguyên tắc, Đại hội đồng và Đại hội đồng Bảo an là các định chế quan trọng nhất của Liên Hợp Quốc. Các quốc gia thành viên thường đưa ra các vấn đề về hòa bình và an ninh quốc tế ra trước Đại hội đồng thay vì Hội đồng Bảo an. Vì lẽ ở đó các quyết định này không bị vướng phải quyền phủ quyết của một trong năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an là Anh, Mỹ, Pháp, Nga và Trung Quốc. Có nghĩa là theo lời giải thích của bà cũng như phân tích của tờ báo này thì đấy rất rõ ràng cái cơ hội của Việt Nam tố cáo Trung Quốc trước Liên Hợp Quốc là rất lớn và rất khả thi vì không bị quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an mà đây là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cho nên rất tốt cho Việt Nam nếu Việt Nam thể hiện được chính kiến của mình ở đây. Và một nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua có thể mang lại những hậu quả chính trị và pháp lý nhất định mà nhiều quốc gia hy vọng có thể giúp giải quyết được xung đột cũng như trước những cái đàm phán khác. Và sức mạnh của Đại hội đồng nằm ở chỗ định chế này bao gồm tất cả các quốc gia thành viên mà mọi quốc gia đều có một lá phiếu bầu bình đẳng với nhau. Mọi nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua được cho là phản ánh quan điểm của cộng đồng quốc tế và các quốc gia thường tìm kiếm một nghị quyết như vậy tạo tính chính danh cho hành động của mình. Và điều đó chúng ta cũng thấy rất rõ về cái hoạt động của Đại hội đồng rất quan trọng với việc những cái lãnh đạo cấp cao nhất của thế giới toàn cầu đã đến đây và dự và phát biểu, như chúng ta chứng kiến phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 9 năm 2019 vừa qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu tại đây. Và trên diễn đàn này ông đã coi chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội là đem đến đau khổ cho nhân loại và đã giết chết hàng trăm triệu sinh mạng. Và ngoài ra một số ý kiến còn cho rằng thậm chí các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là đại diện cho sự đồng thuận toàn cầu, có thể được coi là một yếu tố của luật tập quán quốc tế. Theo hướng này, nhiều nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã được trích dẫn tại các tòa án quốc tế, có nghĩa là khi Việt Nam đưa ra trước Liên Hợp Quốc thì rõ ràng Việt Nam sẽ rất có lợi trong cái việc mà phán quyết của mình trong thời gian tới nếu Việt Nam đưa sự kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại bãi Thư Chính cũng như tại vùng Biển Đông của Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Và căn cứ vào hiến chương của Liên Hợp Quốc, rõ ràng là Việt Nam hoàn toàn có quyền đưa vấn đề Trung Quốc xâm lấn vào vùng quyền biển của Việt Nam ra trước Đại hội đồng. Điều 11 và 14 của hiến chương quy định rằng chức năng chủ chốt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bao gồm việc thảo luận và ra khuyến nghị về những vấn đề có tác hại đến an ninh và hòa bình thế giới. Và điều chúng ta thấy rất ngạc nhiên và đặc biệt nghiêm trọng là ngay lập tức khi Việt Nam vừa có phát biểu tại Liên Hợp Quốc xong và ông Phạm Bình Minh vừa về Việt Nam thì Trung Quốc lập tức lại điều tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tiếp tục thăm dò ngay sát vùng bờ biển. Và đây là hình ảnh chúng tôi chia sẻ mới nhất, sớm nhất vào ngày hôm nay do ông giáo sư Matheson của Trường Đại học Hàng hải Hoa Kỳ đã đưa lên trang tweet của mình. Và ông nói rằng cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2019, tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương 8 hiện đang khảo sát một khu vực mới trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đồ họa cho thấy các hoạt động kể từ khi con tàu rời đá chữ thập vào ngày 27 tháng 9 vừa qua. Và nếu để rất rõ, rất sát thì các bạn thấy khu vực mà chiếc tàu Hải Dương 8 này cùng tàu hộ tống Trung Quốc rất gần với Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Cam Ranh. Và điều này dường như chứng minh được việc các lực lượng chấp pháp của Việt Nam, Hải quân của Việt Nam không thể đương đầu, không thể làm gì được với Trung Quốc để bảo vệ được chủ quyền lãnh hải của Việt Nam trước cái sự xâm lăng của Trung Quốc. Và ngoài ra về phía Trung Quốc, số lượng các quốc gia trước đây từng ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông thì không phải là ít. Ảnh hưởng của Trung Quốc trên các quốc gia khác ở châu Phi là cũng phải tính đến khi Việt Nam đưa vấn đề này ra trước Liên Hợp Quốc. Hơn nữa, Bắc Kinh dường như đang trong quá trình đàm phán với Malaysia và Philippines, và hai nước này có thể sẽ không muốn phá hỏng quan hệ hữu hảo với Trung Quốc trong thời gian tới. Và đương nhiên việc họ bênh vực Việt Nam sẽ rất khó khăn. Và đây là hình ảnh mới nhất chúng tôi xin chia sẻ là Thủ tướng Malaysia nói không thể khiêu khích Trung Quốc về Biển Đông. Bài báo được đăng trên trang của báo quốc tế. Và đây là hình ảnh của Malaysia không muốn có lập trường đối đầu với Trung Quốc về Biển Đông, tranh chấp và sự việc được nói là Bắc Kinh ngược đãi người Hồi giáo thiểu số Uyghur. Thủ tướng Mohamed nói trong cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm thứ Bảy vừa qua. Malaysia quá nhỏ bé để đối mặt với cường quốc châu Á này, mặc dù các tàu Trung Quốc đi vào khảo sát
dầu khí trong vùng biển của Malaysia ở Biển Đông mà không được phép, ông nói với cơ quan tin tức trực tuyến trong chuyến thăm New York tuần này. Chúng tôi theo dõi những gì họ đang làm, chúng tôi báo cáo những gì họ đang làm, nhưng chúng tôi không đuổi họ đi hoặc tìm cách gây hấn. Ông Thủ tướng của Malaysia đã nói như vậy tại Mỹ. Và các nhà nước Malaysia đã tồn tại gần Trung Quốc suốt 2.000 năm qua. Chúng tôi tồn tại được bởi vì chúng tôi biết cách xử lý và xử sự. Chúng tôi không đi khắp nơi tỏ ra hung hăng khi chúng tôi không có năng lực. Vì vậy chúng tôi sử dụng các phương tiện khác. Ông nói tiếp. Ông nói rằng trong quá khứ, Malaysia thường cống nạp cho Trung Quốc hoa bằng vàng và bạc mỗi năm như biểu tượng của việc chúng tôi luôn thuần phục họ. Đây là lời phát biểu của Thủ tướng Malaysia Mohamed. Và rõ ràng với quan điểm này của Malaysia thì Việt Nam sẽ rất bất lợi khi đưa vấn đề Trung Quốc ra trước Liên Hợp Quốc, bởi vì rất nhiều nước hiện nay đang phụ thuộc vào Trung Quốc, phụ thuộc vào đầu tư của Trung Quốc, và họ có thể phủ quyết cái việc Việt Nam yêu cầu kết tội Trung Quốc về việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, hoặc ngược lại có những nước sẽ còn phản đối cái việc đó, và các bạn đã thấy rất rõ. Và Việt Nam có thể làm là để chuẩn bị cho biện pháp lý là tìm cách vận động một tuyên bố của các nước ASEAN hoặc của toàn khối ASEAN chẳng hạn, bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và có thể khiến vấn đề được thông suốt hơn tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ví dụ như một tuyên bố chung của Việt Nam và các quốc gia có quan tâm đến Biển Đông như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Ấn Độ, Nhật Bản cùng soạn thảo và ký kết cũng có thể giúp cho Việt Nam đấu tranh với Trung Quốc trong thời gian tới. Hơn lúc nào hết, Việt Nam trong lúc này cần phải tự mình trở nên giàu mạnh và hùng cường như Nhật Bản, Đài Loan và nhiều nước khác. Tất nhiên không thể bằng biện pháp phê bình và tự phê bình trong nội bộ Đảng Cộng sản với nhau được như Việt Nam hiện nay vẫn đang làm tại Hà Nội, mà cần phải chuyển đổi hẳn sang thể chế dân chủ, tự do để phù hợp với luật pháp quốc tế, là cơ sở để tham gia các liên minh quân sự chống lại mưu đồ độc chiếm Biển Đông của nhà cầm quyền Bắc Kinh, bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ do cha ông để lại cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận và cho chúng tôi biết những thông tin mà các bạn quan tâm để chúng tôi có thể cập nhật và cung cấp đến các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Lê Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.